Alaska. Bye bye Alaska nha. Ông 10 giờ nó chưa chịu nở đâu, bác nó mới nở. Một hàng bông gì đây? Bông màu gà. Bông màu gà nó trồng rồi nè, nhà trồng đấy. Màu gà Tết. Còn dưới này là bông móng tay. Cái móng tay này chắc không trồng nè, mà tự mọc nè. Đẹp ghê chưa? Bông móng tay á. Đây là thực dược rồi. Mà cây dương chứ.